React Native là một framework do công ty công nghệ nổi tiếng Facebook phát triển nhằm mục đích giải quyết bài toán hiệu năng của hybrid và bài toán chi phí khi mà phải viết nhiều loại ngôn ngữ native cho từng nền tảng di động. Chúng ta sẽ build được ứng dụng native, và chúng ta cũng có thể build ứng dụng đó một cách đa nền tảng, multi-platform, chứ không phải là một mobile web app, không phải là HTML5 app, và cũng không phải là một hybrid app, hay cũng không chỉ build trên iOS hay Android mà chúng ta build và chạy được cả hai hệ sinh thái luôn, sợ chưa?